Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Nhảy dù lần này các bạn ơi. Ngon lành luôn đấy chứ. Rồi thì xem mình lượm đồ nào. Thì một cái trận đấu như này các bạn sẽ có đó là 20 người chơi trong một ván đấu nhá. May là có anh không thì em không cập nhật được phiên bản Open 16 hả? Ủa, anh có giúp gì em đâu. Ok mọi người, để mình ra ngoài xíu coi. À, Gatling đây rồi. Nhưng mà mình chưa có cái giày phản lực. Mình nhấn lộn vào cái nút bỏ súng này. Vãi trưởng thật. Kiểu như là anh em quen tay nhấn vào cái khe súng cái là thôi xong. Mà công nhận là vác cái khẩu súng này nó nặng vật vã luôn, tôi thề với anh em luôn. Mỏi tay thật. Anh có thấy Open 16 mượt hơn không à? Có, anh thấy nó cũng mượt hơn so với Open 15 này. Quan trọng là nó có bị đứng hình hay không thôi em ơi, chứ mượt thì lúc nào chả mượt. Qua đây coi. À, có mũ giáp thì mình có nãy giờ rồi. Bên này thì cũng là mấy khẩu súng Gatling mà thôi. À đủ. Khi mà các bạn sử dụng súng thì các bạn sẽ không thể nhảy được qua cửa sổ. Phải trưởng khẩu led... À quên. Khẩu gì nhỉ anh em? Gatling hả? Một đứa chơi. Đảo chơi lại có thêm... À đâu? Đây là trong trận đấu thì các bạn sẽ thấy là nó có những cái ghế như kiểu là anh em đi tắm biển vậy. Tức là anh em nằm phơi nắng đấy. Có người đang ở dưới cần nhá. Bật giày phản lực nhưng mà mình chưa có để mà xài cơ. Ui, anh em không nhảy được qua cửa sổ chán vãi nhỉ. Đây các bạn ơi, hình như là một thằng nào đó vừa bật cái giày phản lực thì phải này. Ui, thằng nào còn chưa nhảy dù súng vậy, vãi trưởng thật. Đây, vác khẩu súng nặng vật vã lên trên cái nào. À đủ người đâu. Thằng ở dưới thì kẹo không có thấy, thấy kẹo lên trên nhá. Mình thấy là có một cái ký hiệu màu đỏ ngay phía trên này. Vãi trưởng thật. Chạy nhanh. Không bị thẳng ở dưới nó xấy cho này. Ui. Thật này kinh rồi nha em ơi. Mình chưa có giải phản lực nữa. Ê. Chạy thôi mọi người ơi. Chứ là mình vào tạm nhà mình quấn máu thôi nha em ạ. Ngồi tạm đây quấn máu thôi. Quấn cho nó phun máu cái đã, chơi game cho tự tin này. Ồ. Đây rồi, ok. Có giải phản lực rồi nha. Nào để coi. Ui. Lên trên cao luôn chứ ngại gì. Lên hẳn trên cao luôn anh em ạ. Để soi cho dễ này. Đậu xanh này. Ui. Mình sẽ xem là nó lên mắc được bao nhiêu lâu này. Ui. Tôi thề với anh em luôn, bây giờ là cực cao rồi nhé. Gọi là siêu cao luôn. Siêu cao này anh em bắn người ở dưới hơi khó này. Thấp xuống một xíu này thì các bạn sẽ thấy là bắn người dễ hơn này. Quay ở dưới mấy thằng này nó chạy nhanh vậy. Sao có cái thằng này cầm súng mà nó chạy nhanh như hách vậy anh em ơi. Vãi trưởng thật. Ui. Tôi thề với anh em luôn. À thằng kia nó cũng dài. Nó cũng xài cái giày phản lực thì phải anh em ạ. Hình như là vậy. Tôi tưởng nó chạy cơ, làm gì mà chạy nhanh vậy. Làm sao bạn ơi. Ui, bắn không trúng phát nào luôn anh em ạ. À nó vừa nhảy xuống này. Thanh niên này chơi ngu vậy. Đang chơi nhảy xuống làm cái gì hả em ơi. Bay cao lên một xíu này các bạn ơi. Phía sau nhá. Phía sau mình có người anh em ạ. Ui. Xung quanh này cũng có người nữa luôn nha. Đang cao quá nên là không thấy người đấy. Ở đây, đứng ở ngoài bo vậy. Đây hả? Sĩ kẹo một mạng này. Còn ai nữa không ta? À đây, một đứa phía dưới này anh em ơi. Đây rồi. Chạy đi em ơi. Mày chạy với anh nhỉ?
Mày chạy với anh à? À đủ. Mày chạy với anh hả? Thằng này láo lếu chạy với anh này. Uầy, xế ghê vậy. Xế ghê vậy ai chơi? Làm sao hả bạn ơi? Chạy đi bạn ơi. Ý chú muốn làm sao? Đậu xanh này, ok. Anh em phải nhảy xuống đất mới cuốn máu được thì phải này. Đứng tạm đây cuốn máu cái đã anh em ơi. Ok ok. Vậy là còn lại 6 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này nha anh em. Đây bay cao nữa lên nào. Người đâu? Ở trên này đang bắn nhau khá là căng anh em ạ. Ồ. Mình chạy qua đây coi. Ui ui, bọn này đứng cao vậy. Đậu xanh này em ơi, làm sao? Làm sao bay đi em ơi? Làm sao? Muốn gì? Đậu xanh này mất máu chưa em ơi? Mất máu chưa em ơi? Bọn này chạy nhanh thật. Bay nhanh thế nhỉ? Nào để coi nào. Mình xem là đâu. Đây à thằng này. Láo lếu này. Láo lếu này em ơi. Từ từ, mình hạ thấp xuống một xíu này. Mình xem nó luôn này. Đứng trên mặt nước hả em ơi, thằng này. Ui. Đã bị một đứa ở phía dưới này hạ rồi nha em ơi. Để mình coi. Thằng vừa hạ nó đang ở chỗ nào ta? Còn lại 4 thằng nữa anh em ạ. Ồ. Có vẻ hơi căng đấy. À đây. Úi dồi ôi này. Làm sao vậy em ơi? Hạ thấp một xíu này. Gốc cây hả? Gốc cây hả? Gốc cây hả? Gốc cây này. Ok. Ba thằng nữa các bạn ơi. Chỗ này à? Từ từ mình lên trên một xíu coi. Đâu? Ủa, mấy đứa này ở đâu vậy? Mình không thấy này. Ký hiệu ở ngay đây. À đủ. Chỗ này thì phải anh em ơi. Mấy cái chỗ gốc cây này phải không? Không phải anh em ạ. Ở trên trời này mình đâu thấy đâu. Ui, một đứa bay cao vãi chưởng này. Thế thì kinh rồi. Mình lên trên cao mình chơi với nó luôn anh em ạ. Thằng này lên mãi phía trên cơ. À đủ. Đến bo này là khá là căng rồi anh em ơi. Mãi phía trên cao kê cơ. Vãi chưởng thật. Mấy thằng này chơi bên trên cao vậy. Vào trong bo nào, vào trong bo nào. Ui. Càng thích nhỉ các bạn ơi. À các bạn vẫn có thể là bơm máu được ở trên cao nhá. Ui. Hơi gắt rồi. Vãi trưởng kéo hết máu rồi nha em ơi. Ui không biết là tôi mấy đây. Ơ. Không xem được top mấy anh em ạ, nó hơi lag xíu. Ui, top 1 này, đậu xanh này ngon chưa? Vậy là mình đã có được top 1 trong chế độ đó là bắn cả thế giới rồi nhá. Ui, ngon lành cành đào luôn anh em ơi. Tuyệt vời luôn top 1 tôi này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.